棒。 Bebe Ding. Chào buổi sáng. Cá mập con, cá mập mẹ và cá mập ba đang trò chuyện cùng nhau. Cá mập con, con có nghĩ khi lớn lên con muốn làm nghề gì không? Có rất nhiều công việc tuyệt vời ngoài kia. Cá mập con sẽ làm nghề gì trong tương lai đây? Cái gì đây? Có những chiếc hộp bí ẩn đã xuất hiện trước mặt cá mập con kìa. Ta có nên mở chúng không? Wow, cá mập con đã trở thành một bác sĩ. Cá mập con đã trở thành bác sĩ rồi. Làm bác sĩ, tu-tu-du-tu-du, làm bác sĩ, tu-tu-du-tu-du, làm bác sĩ, tu-tu-du-tu-du, bác sĩ nè. Mình thấy có bệnh nhân ở kia kìa. Nhanh nào, hãy mau giúp đỡ bệnh nhân thôi. Bạn có sao không, rùa con? Đừng lo nhé, cá mập con sẽ giúp bạn thấy khá hơn thôi. Tuyệt quá, cá mập con. Rùa con cảm ơn bạn kìa. Tiếp theo sẽ là công việc gì đây? Wow, cá mập con đã trở thành một sĩ quan cảnh sát. Hãy đi giúp đỡ bạn bè nào. Làm cảnh sát, tu-tu-du-tu-du, làm cảnh sát, tu-tu-du-tu-du, làm cảnh sát, tu-tu-du-tu-du, cảnh sát nè. Mình thấy tên cướp biển bạch tuộc xấu xa ở kia kìa. Cướp biển bạch tuộc, dừng lại ngay. Người đã bị bắt. Wow, cá mập con đã cứu được các bạn rồi. Cảm ơn cá mập con. Bạn làm bác sĩ hay cảnh sát cũng đều hợp đó, cá mập con à. Hả? Cái gì thế này? Wow, một vũ công ba lê cá mập. Tuyệt lắm cá mập con à. Làm vũ công, tru-tru-tru-tru, làm vũ công, tru-tru-tru-tru, làm vũ công, tru-tru-tru-tru, vũ công nè. Hả? Cá mập con đâu rồi? Wow, cá mập con! Bạn là cá mập duyên dáng và tuyệt vời nhất của biển cả! Không biết trong chiếc hộp cuối cùng có gì nhỉ? Aha! Cuối cùng chính là một người lính cứu hỏa dũng cảm. Cùng chữa cháy, tru-tru-tru-tru, cùng chữa cháy, tru-tru-tru-tru, cùng chữa cháy, tru-tru-tru-tru, chữa cháy thôi. Các bạn đang gặp nguy hiểm. Con đã dập được ngọn lửa, chắc bạn sợ hãi lắm đúng không? Nhưng bạn thật dũng cảm đó, cá mập con à. Bác sĩ cá mập, cảnh sát cá mập, vũ công ba lê cá mập, lính cứu hỏa cá mập. Đều là những công việc tuyệt vời. Vậy con thích công việc nào nhất? Dù làm việc gì, mẹ nghĩ con cũng sẽ làm tốt thôi. Đúng vậy,
cá mập con sẽ làm giỏi tất cả mọi việc. Hẹn gặp lại các bạn lần sau nha. Tạm biệt. Này các bạn, điểm qua cái trò chơi thú vị của chúng mình qua Ping Pong Plus. Hãy chơi thử miễn phí ngay bây giờ.